để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ, cũng như tạo lập thói quen mua hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Sáng ngày 26 tháng 10, Cục Thuế tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình Hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022. Tham gia chương trình Hóa đơn may mắn lần này có tổng cộng 6.111 hóa đơn điện tử có mã của người bán là tổ chức cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum và các chi cục thuế quản lý tham gia. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất 6 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải 3 mỗi giải 2 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Tại chương trình, Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã sử dụng phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức sàng lọc điện tử trên hệ thống dữ liệu đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Kết quả, giải nhất thuộc về người mua Thuận Phát, địa chỉ tổ dân phố 3, thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi. Các giải nhì, ba và khuyến khích sẽ được công bố công khai chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Kon Tum và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Dự kiến ngày 15 tháng 11 năm 2022 sẽ tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022 tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Chương trình hóa đơn may mắn bao gồm các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh của người mua, không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn thay thế, hóa đơn có mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Chương trình hóa đơn may mắn đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.